anh Quang cho phép em share màn hình cái. À, đề tài của mình thuyết trình hôm nay là về mô hình phá hủy liên tục của tấm phi tuyến bằng phương pháp đẳng hình học. Thì trong bài hôm nay mình sẽ lướt sơ qua về cái mô hình phá hủy cho trong vật liệu nửa giòn, rồi mình sẽ nói về cách để áp dụng cái mô hình phá hủy này cho phần tử tấm, và tiếp theo mình sẽ thông qua về cái chuyện là làm sao mình xác định những cái thông số tính toán của mô hình, và cuối cùng là mình sẽ đi qua một vài ví dụ. Thì đầu tiên là mình xin giới thiệu về cái mô hình phá hủy dành cho vật liệu giòn, vật liệu nửa giòn. Thì đối với những cái vật liệu nửa giòn như là bê tông là hoặc là đá, thì trong cái vật liệu của mình luôn luôn tồn tại những cái khiếm khuyết tế vi. Thì dưới tác dụng của lực thì những cái khiếm khuyết tế vi như là những cái vết nứt nhỏ, hoặc là những cái lỗ lỗ trống, hoặc là những cái hạt nhỏ lẫn vào như là cát lẫn vào trong trong nền đá của mình đó, thì dưới tác dụng của lực thì những cái khiếm khuyết tế vi này nó sẽ di chuyển và nó sẽ hợp lại, nó sẽ kết hợp lại với nhau cho đến khi mà nó tạo thành một vết nứt lớn. Thì để mô hình cái sự phá hủy ở trong vật liệu này thì mình dùng một cái mô hình của mình là mô hình Maza, là mô hình một trong loại mô hình phá hủy đơn giản nhất mà mình chỉ xét đến cái tính suy giảm cái độ cứng của cái vật liệu bằng cách là mình dùng một cái tham số đẳng hướng là tham số D, mình gọi là tham số phá hủy D. Thì mình nhân cái tham số phá hủy D này 1 trừ D với lại cái mô đun đàn hồi Young là E để mà mình mô hình cái sự suy giảm yếu của vật liệu. Chứ mình trong mô hình của mình thì mình không có xét đến ảnh hưởng của chảy chảy dẻo. Cho nên là khi mà như trên đồ thị này mình có thể thấy được, khi mà mình gia tải thì vật liệu của mình nó sẽ đi qua những cái vùng đàn hồi tuyến tính, đàn hồi phi tuyến, và sau đó là cái vùng phá hủy. Thì khi mà vật liệu của mình đã đi vào vùng phá hủy mà mình buông tải, mình xả tải thì vật liệu của mình nó sẽ quay trở về cái góc tọa độ ban đầu, chứ không có cái ứng suất dư tồn tại trong mô hình của mình. Thì mình mô hình cái tham số phá hủy D này bằng một cái trường liên tục. Thì trên hình vẽ này như mình có thể thấy là nếu mà D đạt tới giá trị 1 thì vật liệu của mình phá hủy hoàn toàn. Và khi D ở giá trị 0 là vật liệu của mình là vật liệu hoàn toàn là chưa bị phá hủy. Thì trong cái mô hình phá hủy thì có một số loại mình có thể phân loại thành hai loại chủ yếu. Một là mô hình phá hủy cục bộ, và thứ hai là loại là mô hình phá hủy không không cục bộ. Thì mô hình phá hủy cục bộ của mình đó là mình sẽ tính cái biến D, tính cái biến phá hủy bằng giá trị của ứng suất hoặc là biến dạng tại chính cái điểm vật liệu mình đang xét. Thì cái mô hình phá hủy này thì nó có một số cái điểm yếu là nó sẽ bị vấn đề là bị phụ thuộc vào lưới, và khi mà mình gia tải á, thì cái sự tập trung của ứng suất và biến dạng á, nó sẽ chỉ tập trung vào một một phần tử hoặc là một hàng của phần tử theo cái chiều dài của vết nứt thôi. Thì về mặt toán học á, nó dẫn đến là một cái hệ phương trình của mình bị suy biến và mình không thể giải được ra kết quả vật lý chính xác được. Thì để mà giải quyết cái vấn đề này thì mình dùng cái mô hình là mô hình không không cục bộ, nghĩa là mình thay vì mình dùng giá trị của ứng suất và biến dạng tại một điểm vật liệu đang xét thì mình dùng một cái phép toán để mình tính giá trị trung bình, giống như là mình tính giá trị trung bình của ứng suất và biến dạng tại điểm đó và tại những điểm xung quanh thông qua những cái hàm trọng số. Thì cái mô hình mà không cục bộ của mình á, nó giải quyết được hầu hết các vấn đề của các mô hình cục bộ. Thì riêng đối với lại cái mô hình phá hủy mà mình trình bày ở đây thì mình dùng cái chỉ báo của cái biến phá hủy là chính là chính là biến dạng. Thì trong một cái bài toán nhiều chiều của mình thì mình dùng giá trị biến dạng tương đương
là equivalent strength đó, là mình dùng với biến dạng tương đương, nó là một cái số thôi, là nó chỉ là một số đơn của, giống như là để nó chỉ cái cường độ của cái vector biến dạng của mình, vector biến dạng của mình trong trong một cái trường nhiều chiều á, thì nó là một cái vector 3 thành phần hoặc là 6 thành phần, nhưng mà mình chỉ dùng một một số để mà mình tính ra cái mình quy tương đương cái tensor biến dạng của mình thành một cái giá trị đơn thôi, thì đó mình gọi nó là ứng suất tương đương cục bộ. Thì từ ứng suất tương đương cục bộ này mình sẽ dùng một cái hàm để mình tính giá trị trung bình của cái ứng suất tương đương cục bộ tại nhiều điểm xung quanh cái điểm mình đang xét, thì đó mình gọi nó là giá trị không cục bộ của cái ứng suất tương đương. Và từ cái giá trị không cục bộ này mình mới tính ra cái giá trị thời gian, nghĩa là mình không xét đến cái sự tự hàn gắn của vật liệu, nghĩa là vật liệu của mình nó chỉ hoạt động theo một chiều thôi, theo nguyên lý hai của nhiệt động học, là nếu vật liệu của mình đã bị phá hủy rồi thì nó sẽ không thể nào nó tự hàn gắn lại được nữa, cho nên cái biến phá hủy của mình nó sẽ được tính theo giá trị lớn nhất của cái ứng suất tương giá trị ứng suất tương đương. Thì mình cũng giới thiệu qua về một số công thức để tính cái giá trị của biến dạng tương đương này. Mình xin lỗi, là giá trị của biến dạng tương đương chứ không phải là ứng suất tương đương ha. Thì có một số công thức tính như là công thức của Maza, hoặc là có một số có mình thì mình có đề xuất một công thức là dựa trên giá trị của hàm năng lượng. Thì giống như mình phân rã cái trong cái công thức của Maza này, thì họ Maza chỉ xét đến giá trị dương của các biến dạng tương đương thôi, nghĩa là trong vật liệu của mình, nếu mà vật liệu của mình chịu biến dạng dương là biến dạng kéo đó, thì vật liệu của mình chỉ có thể bị phá hủy khi chịu biến dạng kéo, còn khi mà vật liệu mình chịu phá hủy của biến dạng nén thì không có sự thay đổi về mặt phá hủy. Nhưng mà nếu tính theo công thức của Maza thì nó sẽ dẫn đến một số cái khiếm khuyết, ví dụ mà mình nén vật liệu nửa giòn, như là mình nén cái dầm bằng bê tông, thì khi mình nén một cái dầm bê tông á, thì xin lỗi, là mình uống một cái dầm bê tông chứ, thì cái phần vết nứt thường sẽ xuất hiện ở mặt dưới của dầm, đó là cái khu vực mà chịu ứng suất kéo, nhưng mà ở mặt trên của dầm thì vẫn, trong thí nghiệm mình vẫn thấy nó tồn tại một vùng nhỏ chịu phá hủy do phá hủy nén. Thì cái công thức do Maza này không có lấy được, không không tính toán được cái hiện tượng đó, cho nên mình mới đề xuất ra một cái công thức là công thức dựa trên hàm năng lượng, là mình tính mình phân rã cái biến dạng kéo, cái biến dạng chung của mình thành là biến dạng kéo và biến dạng nén, và mình tính từ cái biến dạng kéo và biến dạng nén đó mình tính cái năng lượng phá hủy kéo và cái năng lượng phá hủy nén, rồi mình tính riêng và sau đó mình gộp chung lại, thì mình tính ra được cái ứng suất cái biến biến dạng tương đương mà mình tính ra từ năng lượng kéo và năng lượng nén. Thì trong trong bài toán của mình đó, là mình tính cái trường biến biến dạng tương đương mà không cục bộ này bằng một cái công thức tính coupling field, là mình tính một cái thứ mình đưa ra một cái biến độc lập so với cái biến bình thường, như là trong trong bài toán của mình thì cái biến biến của mình sẽ là biến chuyển vị, như là bài toán về finite, về phần tử hữu hạn bình thường, thì mình sẽ có một cái phương trình gọi là phương governing equation, là phương trình chủ đạo, mà biến của phương trình chủ đạo đó là biến dạng là chuyển vị. Thì từ cái chuyển vị đó là cái biến chính, mình có thể tính ra các biến phụ dẫn xuất tiếp theo, như là biến dạng là strength bằng cách là lấy đạo hàm của chuyển vị, và hoặc là mình nhân cho và mình nhân cái biến dạng nó cho cái ma trận vật liệu, thì mình sẽ ra là ứng suất. Thì đó là cái trường biến chính, và mình có thêm vào một cái trường biến phụ nữa là cái trường mà biến dạng tương đương, đó là mình và mình tính cái biến dạng tương đương này bằng một cái công thức song song với lại cái trường chính của mình. Đến phần tiếp theo là mình
Nhắc sơ qua về cái về việc mô hình tính của tấm, thì đối với tấm thì mình dùng tấm theo công thức von Kármán. Von Kármán là một cái công thức để đưa vào để xét đến cái sự phi tuyến về hình học của tấm khi mà chịu một cái biến dạng và một cái góc xoay ở mức độ tương đối, như là trong cơ học kết cấu á. Thì mình có một số loại lý thuyết cho tấm, ví dụ như là đơn giản nhất là mình dùng tấm dầm á, như là dầm á, thì mình dầm dùng dầm Euler-Bernoulli, thì tương đương với tấm á, là tấm Kirchhoff-Lott. Thì lúc đó cái góc quay của dầm hoặc là tấm đó, đó là sẽ là đạo hàm bậc nhất của chuyển vị. Còn hơn một chút nữa, thêm một chút nữa thì mình sẽ dùng cái dầm Timoshenko, hoặc là tấm thì là tấm Weissner-Milling. Thì trong cái dầm Timoshenko hoặc là dầm tấm Weissner-Milling đó, thì cái góc quay của một cái mặt cắt dầm hoặc là mặt cắt tấm nó sẽ là một cái biến độc lập. Còn mình thì mình dùng tấm bậc cao, nghĩa là mình thêm một bậc nữa vô, thì lúc đó là cái góc mình sẽ xét đến góc quay, lúc đó góc quay của dầm của tấm mình nó vẫn là một biến độc lập, nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào cái bậc 3 của cái biến theo chiều dày. Thì trong các lý thuyết tấm thì có một điểm chung là mình tính một cái chuyển vị của một điểm tại một vị trí x, y, z nằm trong tấm, với z là chiều dày tấm và x, y là cái mặt trung hòa, là mặt giữa của tấm. Thì mình đều tính từ chuyển vị của mặt giữa và mình cộng với lại với lại một cái biến nào đó, như là hồi nãy mình nói là biến về góc quay, thì phụ thuộc với lại nhân với lại cái phương z là phương chiều dày của tấm. Giống như là mình đưa một cái bài toán 3 chiều, bài toán rắn 3 chiều mà mình đưa về bài toán 2 chiều nằm trên mặt trung gian, xin lỗi, nằm trên mặt trung hòa, và các biến góc quay của cái mặt trung hòa đó. Thì khi mà mình dùng mô hình tấm á, mình sẽ chỉ phải dùng mình chỉ phải tính các biến số cho một cái lớp, chỉ là một lớp nằm ở trên mặt trung hòa thôi, thì nó sẽ tiết kiệm thời gian tính toán và tiết kiệm cái số phần tử hơn là khi mình phải mô hình hẳn một cái phần tử 3D đầy đủ. Thì ở đây là mình trình bày về công thức về biến dạng, mối liên hệ giữa biến dạng và chuyển vị của cái tấm von Kármán. Thì mình có trong không gian, như là cái tensor biến dạng của mình là mình có 6 thành phần, nhưng mà đối với tấm của mình thì mình cho cái thành phần mà biến dạng ở trên phương ZZ bằng 0. Còn mình chỉ có biến dạng nằm trong mặt phẳng, phương mặt phẳng và các biến dạng cắt. Thì chắc là mình lướt qua về cái phần phần tấm thôi ha. Còn nếu mà có gì không rõ thì sau này thì các anh chị và các bạn có thể đặt câu hỏi sau. Thì phần tấm này nó chủ yếu là cũng về công thức mà khá phức tạp, mình nói ra nó cũng không có chắc, là mà cũng không có rõ lắm nếu mà mình không 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 làm tới. Thì như mình đã nói trên đó, là mình đưa cái biến phá hủy của mình vào trong cái bài toán bằng cách là mình dùng cái biến phá hủy mình nhân với lại cái những cái hằng số vật liệu như là John modulus và cái mô đun đàn hồi cắt, mô đàn hồi và mô đun đàn hồi cắt. Thì mình có hai cái trong cái tấm của mình là mình có hai tham số đặc trưng là mô đun đàn hồi E và mô đun đàn hồi cắt là G. Thì những cái công thức của tấm á, như là N là lực lực kéo nén vuông góc đối với mặt trung hòa, M là moment và Q là lực cắt ở trên một tiết diện của tấm. Còn P và R ở đây là những cái thành thành phần moment bậc cao và lực cắt bậc cao, là do mình dùng cái phương trình tấm bậc cao. Thì với tất cả những cái công thức này mình đều dùng lại công thức tiêu chuẩn
và mình chỉ thêm cái phần là mình nhân 1 trừ d là cái mô hình phá hủy của mình, cái giá trị của cái biến số phá hủy mình nhân vào trong cái lực. Ví dụ như là một cái mình có một cái thanh mình kéo nó với một cái lực là n, thì đối với trạng thái thanh mà không bị phá hủy thì lúc đó cái lực trên thanh vẫn là 1/n, nhưng mà nếu mà thanh đã bị phá hủy rồi thì mình nhân cái biến 1 trừ d mình nhân với n, lúc đó mình sẽ ra một cái lực kéo trong thanh mới, nó có giá trị là 1 trừ d nhân với n là cái giá trị ban đầu. Thì mình dùng cái 1 trừ d để mình mô hình cái sự giảm yếu về độ cứng của cái kết cấu, và mình nhân 1 trừ d vào tất cả những cái công thức tính lực hoặc là tính ứng suất trong cái kết cấu của mình. Thì đối với tấm của mình á, là mình chỉ có biến số nằm ở trên bề mặt thôi, chỉ trên mặt trung hòa thôi, chứ mình không có phương trình tính cho từng điểm ở trong cái tấm. Nên là đối với để mình tính được cái trường mà song song, trường mà ứng suất tương đương, xin lỗi, cái trường biến dạng tương đương song song, thì tại một mỗi điểm là mình sẽ tính như là tính tấm bình thường, mình tính chuẩn bị tại mặt trung hòa, xong rồi sau đó mình sẽ nội suy ra cái chuyển vị và biến dạng tại mặt trên và mặt dưới của tấm theo cái công thức của tấm, và sau đó mình tính cái ứng suất tương đương tại mặt trung hòa, mình sẽ tính lại bằng cách là lấy trung bình của ứng suất tương đương nằm trên mặt trên và mặt dưới của tấm, đó là vị trí của t trên 2 và trừ t trên 2. Phần tiếp theo là mình sẽ đi vào cái chuyện là tính xác định một số thông số của mô hình. Thì đối với cái mô hình của mình á, là mô hình không 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 cục bộ, thì mình có một thông số không đặc trưng cho cái mô hình không cục bộ, đó là cái thông số chiều dài LC. Thì mọi cái trong trong những cái mô hình mà không mô hình phá hủy trước đây á, thì những cái biến như là LC và cái những cái biến năng lượng phá hủy hoặc là những cái tốc độ phá hủy, người ta hầu hết là chưa có được xác định. Thì mình đưa ra một số cái công thức để liên hệ và xác định những cái thông số trong cái mô hình tính của mình. Là đối với mô hình phá hủy trong vật liệu nửa giòn thì thường mình sẽ dùng hai loại công thức phá hủy đó. Một là cái tham số phá hủy của mình nó sẽ đi theo công thức là tuyến tính, hoặc là nó sẽ đi theo công thức là hàm mũ. Thì theo như là cơ học phá hủy á, thì cái năng lượng phá hủy nó sẽ được tính là cái phần diện tích nằm ở dưới cái đường đặc tuyến lực và ứng suất biến dạng, đặc tuyến ứng suất biến dạng của mình, thì mình sẽ tính tích phân của cái phần diện tích nằm ở dưới cái đường đặc tuyến này. Thì cái diện tích màu xanh này chính là cái năng lượng phá hủy. Và mình nói thêm là mình có thể hiểu như là trong mô hình không cục bộ thì cái kích thước của cái tham số chiều dài LC này nó quy định kích thước của cái vùng phá hủy của mình. Nếu như mình đã nói là trong cái bài toán mà phá hủy cục bộ á, thì nó bị một cái lỗi là nó bị phụ thuộc vào lưới, nghĩa là nếu mình cái vết nứt, chiều dày của vết nứt nó luôn luôn chỉ bằng kích thước nó chỉ bằng một hàng phần tử, thì mình thông đi qua cái mô hình không cục bộ của mình thì mình mới thêm vào cái tham số là LC. Thì lúc đó chiều mình có thể hiểu như là cái chiều rộng của cái vết nứt của mình lúc này nó không còn là bằng kích thước của một phần tử nữa, mà nó bằng mà cái chiều rộng của cái vết nứt đó là nó có chiều dày chiều chiều rộng của vết nứt này nó tỷ lệ với lại cái một cái tham số LC. Thì trong cái mô hình mà không cục bộ, nếu mà mình
thay đổi kích thước lưới, là mình dùng kích thước phần tử lớn hoặc là kích thước phần tử nhỏ, thì cái kích thước bề rộng của cái vết nứt trong mô hình của mình nó vẫn được giữ ở một cái giá trị cố định là LC. Thì lúc đó kết quả tính nứt của mình, kết quả về cái chiều chiều rộng của cái vùng phá hủy của mình nó sẽ không phụ thuộc vào vào lưới. Thì đó là một cái ưu điểm của cái mô hình không cục bộ. Thì để xác định cái LC này, làm sao để mình xác định được cái bề rộng của LC của cái vết nứt này, thì mình mới dùng một cái sự tương đương giữa mình cho là LC là kích thước của cái là kích thước của một cái khối, mà cả cái khối này sẽ bị phá hủy theo cái mô hình của mình. Và mình coi tương đương như là, tại vì trong trong mô hình phá hủy liên tục thì nó không có một cái vết nứt hiện hữu. Nhưng mà nếu mình giả sử rằng là mô hình của mình nó tương đương với một cái mô hình mà có một cái vết nứt hiện hữu, thì mình sẽ cho rằng là cái khối thể tích bị phá hủy nó sẽ bị phá hủy bởi một cái vết nứt có chiều rộng là đi xuyên suốt hết cái khối này, đó chính là LC. Và cái chiều dài của cái vết nứt trong cái khối này nó cũng là delta A là bằng LC luôn. Thì cái năng lượng phá hủy để phá hủy hết cái khối này nó là chính là cái diện tích nằm ở dưới cái vùng màu xanh này, ở trong cái nằm ở dưới cái đường đặc tuyến của mình. Thì qua cân bằng năng lượng thì mình sẽ xác định được cái kích thước LC là cái kích thước của vùng phá hủy theo một cái quan hệ là kích thước của vùng phá hủy nó là một cái quan hệ đối với lại cái năng lượng phá hủy GF, mà cái năng lượng phá hủy này là cái mà mình có thể đo được từ trong những cái thí nghiệm về phá hủy. Thì phần phần tiếp theo là mình xét một ví dụ của mình là mình có một cái tấm, và tấm này là tấm tựa đơn ở hai đầu, và mình đặt một cái lực lên giữa tấm, lực cái phân bố mình đặt lên giữa tấm. Thì mình dùng là mình kịp cái phương pháp tác dụng lực của mình là mình sẽ dùng chuyển vị áp đặt. Mình tăng cái chuyển vị từ ở khu vực giữa tấm lên cho đến khi nào mà tấm bị phá hủy, và mình ghi nhận lại cái sự cái đường đặc đặc tính. Thì theo kết quả mình có thể thấy là khi mà mình tăng lực lên thì cái tấm của mình nó vượt qua cái giai đoạn đầu tiên là đàn hồi tuyến tính, xong rồi sau đó nó hết đàn hồi tuyến tính sẽ đi vào cái giai đoạn bắt đầu giai đoạn là phi tuyến và phá hủy. Thì cái vết nứt của mình nó sẽ xuất hiện ở ngay giữa tấm và nó tăng dần cái cường độ lên, cái cũng như là cái độ dài của nó tăng lên từ giữa tấm nó đi ra hai đầu tấm, và bề rộng của nó cũng được mở rộng. Thì đến đến khi mà tấm của mình đã bị phá hủy gần như hoàn toàn rồi á, thì mình sẽ không có thấy được là cái tấm này nó thay đổi về cái về mặt vết nứt nữa. Còn cái hình hình F này là cái hình mà mình xuất cái giá trị của tấm khi mà phá hủy đối với lại có chuyển vị. Đây là có chuyển vị vô, có giá trị của chuyển vị. Còn cái này là hình E với hình F là giống nhau, nhưng mà hình hình F là mình vẽ cái hình mà có chuyển vị, còn cái hình E này là mình không có để cái chuyển vị vô. Thì trong cái ví dụ này thì mình cũng có trình bày về cái công công thức tính của mình, nghĩa là mình làm giảm cái sự phụ thuộc của cái kết quả, nghĩa là cái bề rộng của vết nứt vào mục tiêu của cái việc mình làm á là tại vì mình có nói là LC là nó quyết định cái chiều rộng của vết nứt. Nhưng mà cái giá trị của LC này là mình không có biết được nó là bao nhiêu, mà LC nó là một cái tham số tính toán, một cái tham số nội của mô hình. Thì làm sao để mình xác định được, mục tiêu của mình là mình xác định được kết quả của mô hình tính thông qua những cái thông số vật lý mà mình thể đo được. Thì mình dùng cái thông số mà mình có thể đo được ở đây là cái năng lượng phá hủy là GF. Thì mình tính 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 giá trị LC bằng cái công thức mà mình đã trình bày ở trên. Thì
mình cho một cái giá trị cũng là bài toán như thế này, nhưng mà mình cho LC những cái giá trị khác nhau, và tương ứng với mỗi cái giá trị LC khác nhau đó, mình giữ nguyên cái giá trị của năng lượng phá hủy là GF, thì mình thấy là cái đường đặt đặt tuyến của mình nó thay đổi không có nhiều, nghĩa là mình đã giảm được cái sự phụ thuộc của cái kết quả đầu ra vào cái giá trị LC, là cái giá trị mô hình tính giá trị của mô hình. Thì theo theo cái công thức này á, là mình chỉ đặt cái sự phụ thuộc của đầu ra mô hình của mình vào một giá trị đầu vào quyết định, đó là năng lượng phá hủy thôi, còn LC và cái beta này là cái giá trị, cái độ dốc của cái đường tốc độ phá hủy, là mình cân chỉnh hai cái giá trị này với nhau. Tức là qua cái thí nghiệm này là mình thí nghiệm số này là mình cân chỉnh cái giá trị của beta ở đây, là cái tốc độ phá hủy của vật liệu, và cái LC là cái giá trị của về kích thước của cái vùng phá hủy, để và với mục tiêu là mình sẽ giữ cho cái đầu ra của bài toán của mình nó được ổn định. Thì qua cái kết quả cuối cùng đây là mình khi mà mình tính LC và beta theo cái mối quan hệ này, thì lúc đó là cái đầu ra của mình nó chỉ phụ thuộc vào một cái tham số duy nhất, đó là cái năng lượng phá hủy là GF. Để mà so sánh cái giá trị kết quả tính toán thì mình có dùng hai cái tham chiếu, một đó là một cái mô hình 2D, nghĩa là mình dùng một cái dầm nhưng mà bằng tính bằng phần tử 2D, với tất cả các thông số đều giống như thông số của mình, và cái nhưng mà cái này thì chắc mình bỏ qua phần này ha. Và mình dùng cái tham chiếu thứ hai, đó chính là một cái mô hình phá hủy của trong Abacus. Thì mình theo cái kết quả trình bày ở trong cái bài báo này, là trong trong Abacus cũng có một cái mô hình phá hủy của bê tông, nhưng mà có xét đến cả biến dạng dẻo. Thì Abacus, cái mô hình phá hủy của Abacus này á, là mô hình cục bộ, nó bị phụ thuộc vào lưới. Thì thông qua cái bài báo này thì người ta cũng đưa ra một cái phương pháp để mà điều chỉnh những cái thông số đầu vào, như là ứng suất nén và biến dạng nén, rồi ứng suất kéo và biến dạng kéo, theo những cái thông số của mô hình Abacus này. Thì người ta cũng làm có một cái phương pháp để mà người ta làm giảm cái sự phụ thuộc của kết quả vào lưới. Thì khi mà mình so sánh kết quả mô hình của mình và kết quả của mô hình của Oa kết, thì mô hình của mình là những cái đường mà có những cái dấu tròn này, so với lại cái kết quả của mô hình Abacus, thì mình đạt được cái sự hầu như là mình đạt được cái đỉnh cái khả năng chịu tải chung lớn nhất của cái mô hình tấm của mình và cái mô hình ba chiều tính ra từ Abacus, cũng như là mô hình cái đường đỏ đỏ này là đường cái mô hình hai chiều mà mình nói ở trên, là tương đối mình đạt được về mặt khả năng chịu lực cực đại. Nhưng mà trong chi tiết của một số phần, như là cái giai đoạn mà bắt đầu chuyển từ đàn hồi tuyến tính đi sang phi tuyến và phá hủy, thì mình không không đạt được kết quả sát lắm với một cái mô hình đơn giản như là mô hình mình đã trình bày. Thì mình vẫn cần phải cải tiến thêm mô hình, ví dụ như là mình không tính biến dạng tương đương tại một chỉ tại cái mặt trung hòa nữa, mà mình có thể tính tại nhiều điểm theo chiều dày rồi mình tính tích phân lên. Nhưng mà như vậy thì nó làm cho cái mô hình của mình nó phức tạp hơn và nó gần với lại mô hình 3D hơn. Thì đó là mình phải cũng cân đối giữa giữa hai cái, một là cái sự đơn giản của mô hình và hai là cái độ chính xác. Thì phần phần trình bày của mình đến đây là hết.
Mong nhận được câu hỏi của mọi người. Cảm ơn Tuấn. Cái này nhắc trước với mọi người, tại hôm nay cái Zoom á, tôi quên renew cái cao, thành ra có thể 40 phút nó tắt. Nếu mà mọi người thấy tắt á, thì mọi người vô lại cái group của mình cách nest hoặc là BUDSE ha, để mà tôi ghi cái ID mới đó nha. Sorry nha, tự nhiên nay quên renew cái có thể cần lần sau mình xài meeting của Google cho nó khỏe. Rồi, các bạn có đặt câu hỏi gì cho cái phần này không? Ủa Tuấn ơi, anh dạ. cho anh hỏi chút xíu ở trên cái phần tính toán của mình em, thì Dạ. mình chỉ tính cho một cái đường nước thôi hả? Cái trường hợp benchmark của mình đó. Dạ. Tại vì cái này trường hợp này là em đặt một cái tấm mà tựa đơn ở hai đầu, xong rồi em đặt giống như là em đặt lực ở giữa, em ấn ở giữa xuống. Thì cái vết nứt của cái tấm này nó chỉ xuất hiện ở cái vị trí ngay giữa thôi. Nhưng mà phương pháp này thì có thể dùng cho đa vết nứt cũng được, bởi vì em không, trong cái mô hình này là không cần một cái vết nứt ban đầu nào hết, giống như là extended finite element là XFEM á, là mình phải đặt cái vết nứt vô, đặt vết nứt ban đầu vô trước. Còn đối với cái continuum damage là cái mô hình phá hủy liên tục này thì mình không có cần một cái vết nứt nào ban đầu, mà mình chỉ tính giống như là mình một bước mình tính mình đặt lực lên, xong rồi mình tính biến dạng, rồi mình dùng biến dạng đó để làm cái chỉ báo cho cái sự phá hủy. Nếu mà cái biến dạng tại một điểm của mình, điểm vật liệu của mình mà nó vượt quá một cái giá trị nào đó thì nó sẽ đi vào trạng thái phá hủy. Nên là bao nhiêu điểm mà vượt quá cái giá trị ngưỡng đó, đó thì bấy nhiêu điểm nó sẽ đi vào vào giá trị vùng phá hủy, và vết nứt nó sẽ xuất hiện tại tất cả những cái điểm đó, mà mình không có cần một cái công thức hoặc một cái giá trị đặc biệt nào để mà mình chỉ định cái vết nứt đầu tiên hết. Cái này là cũng là cái đặc điểm của cái thằng isogeometric đúng không? Cái isogeometric đó là cái phương pháp đẳng hình học. Cái đặc điểm này là cái đặc điểm chung của các mô hình phá hủy mà liên tục. Còn cái đẳng hình học là cái cách mà em dùng những cái hàm, thay vì em dùng hàm hàm Lavang, những cái hàm nội suy, hàm xấp xỉ, để mà hàm xấp xỉ trong phần tử. Nhưng mà cái đẳng hình học thì nó có một cái đặc điểm là cái liên tục của nó bậc cao. Giống như là ví dụ như trong finite element, trong phần tử hữu hạn thông thường á, thì cho dù mình có dùng phần tử bậc 2 hoặc là phần tử bậc 3 thì giữa phần tử với phần tử nó vẫn là bậc nhất. Cái sự liên tục của nó vẫn chỉ là sự liên tục bậc nhất. Cho nên một cái tấm á, nếu mình dùng phần tử hữu hạn thông thường nó sẽ bị gãy, tại vì nó chỉ có độ liên tục về chuyển vị thôi, nó không có liên tục về đạo hàm. Còn cái isogeometric là cái đẳng hình học thì nó là liên tục bậc cao, nên là mình chỉ cần dùng một cái hàm đơn giản, một cái hàm xấp xỉ là nó sẽ tự động nó liên tục trên từng phần tử với nhau luôn. Một số câu hỏi ha, anh Minh có hỏi là nếu mà giải cái mô hình damage thì thường có vấn đề về phụ thuộc lưới, thì mô hình này giải quyết thế nào? Dạ, em thấy câu hỏi của anh Minh Nguyễn về giải damage thường gặp vấn đề về mesh dependent, thì cái mô hình này của mình á, là mình dùng như lúc đầu em có nói là có hai cái hướng, thường có hai cái hướng ở trong cái mô hình phá hủy. Thứ nhất á, là mô hình phá hủy cục bộ, là mình dùng biến dạng tại một điểm để mà mình tính cái phá hủy tại điểm đó luôn, thì nó sẽ bị mesh dependent. Thì em giải quyết cái vấn đề đó bằng cách là em dùng cái mô hình không cục bộ, là cái mô hình non-local. Là thay vì mình tính biến dạng tại một điểm, thì mình sẽ tính biến dạng tại một điểm, xong rồi mình tính biến dạng tại các điểm xung quanh. Rồi mình dùng cái hàm như là em dùng cái hàm diffusion equation đó, là cái hàm non-local đó, để em tính giá trị trung bình. Thì lúc này cái giá trị để tính cái biến phá hủy D của em đó, là nó sẽ tính từ cái giá trị về biến dạng không cục bộ. Nghĩa là nếu mà mình làm cho cái lưới của mình nhỏ lại đi ha, thì mình khi mình tính ứng mình tính biến dạng tại một điểm, mình phải tính biến dạng tại những cái điểm khác nữa, tại những cái phần tử khác nữa, rồi mình cộng vô mình lấy giá trị trung bình. Thì khi đó cho dù mình có làm lưới lớn hay lưới nhỏ thì mình vẫn phải tính giá trị tại những cái điểm xung quanh. Những cái điểm xung quanh nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái giá trị tại điểm mình đang tính. Và
Cho nên là thông qua cái chuyện đó nó giải quyết được cái trường hợp cái chuyện là mass dependent. Có câu hỏi thứ hai là ở trong cái anh Minh chắc được rồi anh Minh á. Câu hỏi thứ hai là trong học có huyện có khái niệm direct simulation thì có khái niệm này không? Ủa direct simulation này là giống như DNS á hả Hiền Phan? Dạ, thì cái này là mình Cái này là tại vì em hỏi là vì em không nắm rõ bên cái bên cơ học chất rắn mà phá hủy, thì ví dụ các bạn là đưa đề xuất ra các mô hình như là cái mô hình tuyến tính, cái mô hình phi tuyến gì đó, thì ý em hỏi là bây giờ mình làm sao để mình có một cái phương pháp nào để mình mô phỏng nó mà không cần dùng bất kỳ một cái mô hình nào mà mình đưa ra để mà mình kiểm tra lại cái kết quả mà cái mô hình mà mình đặt ra. Thì cái này khái niệm này nó cũng gần gần giống DNS ở của bên CFD ấy, nhưng mà em không biết là bên bên cơ học vật rắn thì nó có cái khái niệm nào gần giống như thế này không? đây bên đây là chỉ có validate lại với lại experimental benchmark có phải không bạn không Tuấn? Ở bên đây là đâu có đâu đâu có dùng cái giải thuật nào mà để mà so sánh hai cái nghiệm được với nhau đâu không em, chỉ có so sánh Dạ, kết quả với lại cái thí này nghiệm thì em thôi. cũng chưa em chưa có hiểu biết rõ về cái này lắm. Thì bên bên em thường á, là khi mình tính ra là mình phải làm một số cái benchmark cho những cái hình học đơn giản rồi mình so kết quả thí nghiệm, hoặc có khi là mình phải phải làm song song để mình lấy kết quả thí nghiệm mình calibrate cho cái mô hình của mình, sau đó mình mới làm giống như vậy để mình làm cho những cái trường hợp phức tạp hơn về mặt hình học được. Vậy là phải làm thí nghiệm đó Hiền Phan. Hiền Ok. à, Dạ, tiếp tức là ngoài trừ thí nghiệm ra là mình không có phương pháp nào mà chỉ mô phỏng không mà mình biết được chuyện gì sẽ xảy ra. dạ, không, đó rất là phức tạp, không có không không mình không đủ cơ sở để quyết định là kết quả của mình nó có đủ tin cậy hay không. Dạ rồi. Có câu hỏi nữa kìa Tuấn ơi. Dạ. Thì cái mô hình này anh Minh hỏi là mô hình này có làm dynamic fracture chưa? Thì mô hình này thì em chưa có làm cho dynamic mà chỉ làm cho quasi-static thôi. Còn cái việc mà phi field thì trước đây mình cũng có thấy là có rất khá là nhiều bài báo làm về phi field. Nhưng mà cái chuyện mà dynamic fracture trong phi field nó cũng nói chung là kết quả tính ra cũng cũng trình bày á, thì rất đẹp, nhưng mà cái độ chính xác của nó như thế nào thì là thực sự là vấn đề khó. Thì khi mà mình làm dynamic nó còn rất là nhiều vấn đề phụ thuộc, ví dụ như là cái ray dependent, cái sự phụ thuộc vào tốc độ biến dạng của vật liệu nửa giòn này cũng là một cái vấn đề mà còn đang đang nghiên cứu. Như là mình tác dụng một cái lực nhanh thì cái phá hủy nó ra hoàn toàn khác cái khi mình tác dụng một cái lực chậm. Và làm sao để quyết định được là nó chính xác hay không thì cái đó vẫn còn là câu trả lời, vẫn còn là khó trả lời. Mà đa số các thí nghiệm ở trong cái hướng này á, đều là trên quasi-static hết, là thí nghiệm nén tĩnh và kéo tĩnh hết. Cảm ơn nhà. Rồi bạn có hỏi gì không? Rồi, cảm ơn Tuấn nha, cảm ơn Tuấn, cảm ơn cái câu trả lời của Dạ, em cũng cảm ơn mọi người. Ủa rồi ở thường á thì em những cái bài này á thì mình chỉ đang test trên những cái hình học đơn giản thôi, vì mình có bao giờ ứng dụng những hình học thật. Dạ, trên hình học thực thì tại vì em dùng code, cái code mà em trình bày là code bằng MATLAB. Code MATLAB thì em chưa có làm trên những cái hình học phức tạp được. Tại anh thấy bên hướng của thầy tính đó, anh thấy để anh thấy thấy test những hình học rất là đơn giản thì anh không biết là nếu mà thực tế ngoài thì người ta có ứng dụng những cái này vô những cái bài toán thật, ứng dụng thật không? Dạ, như là trong bài toán thực thì mình phải viết subroutine, mình phải viết umat cho abacus chạy,
thì lúc đó mình sẽ tính được lưới phức tạp hơn và hình học phức tạp hơn. Còn em thì bản thân em có thử cái mô hình mà Abacus, mô hình phá hủy mà có biến dạng dẻo á, như hồi nãy em có trình bày á, theo kết quả của một bài báo là em có ứng dụng trong Abacus thì có thể chạy được các dạng hình học phức tạp. Nhưng mà bài tại vì Cho anh hỏi cái cái là cái vật liệu hồi nãy hình như là mình còn đơn giản đó, mình đâu có áp đúng cái điều kiện vật liệu của bê tông vô đâu đúng không, cái mô dạ hình của đúng mình á. dạ đúng chỉ là vật liệu giả định thôi, vật liệu về nửa giòn giả định thôi, chứ không không hoàn toàn là đi lấy hết những thông số của bê tông được. Rồi thêm nghĩ thì cái hướng làm của cái dạng bài này á, thì khi mà phát triển lên người ta sẽ đi tự động. Dạ, khi mà phát triển lên thì theo em là mình phải, thứ nhất là mình phải đầu chắc là mình phải viết vào UMAP của phần mềm thương mại thì mình sẽ tận dụng được solver tốt hơn và hình học tốt hơn, lưới cũng tốt hơn là một. Cái thứ hai là cái chuyện mà validate kết quả, cái chuyện validate kết quả cũng là một chuyện khá phức tạp nếu mà mình muốn làm bài toán thực sự, vì vì rất là nhiều cái thông số mà mình phải lấy từ thí nghiệm. Giống như là đơn giản là trong bài của em là em chỉ lấy một thông số từ thí nghiệm, đó là cái factor energy, là cái năng lượng phá hủy, nhưng mà cái factor energy này nó cũng không hoàn toàn là một cái thông số vật liệu độc lập vì nó phụ thuộc vào vào cái kích thước nữa, nó còn bị nó là size dependent đó. Một cái thông số size dependent là nó phụ thuộc vào kích thước nữa, vật liệu và kích thước nữa. Cho nên nếu mà mình làm cho một cái mẫu mà mình đã biết trước, một mẫu nhỏ thôi mình đã biết trước thì mình có thể lấy thí nghiệm, mình có thể tra bảng mình lấy, nhưng mà trong một cái kết cấu lớn thì mình đâu có chắc được rằng là cái kích thước lớn như vậy thì cái factor energy của nó thay đổi như thế nào đâu. Nên còn để đưa được vào thực tế thì thực sự là còn rất là nhiều thứ phải giải quyết. Nghĩa là ở đây mình đang vẫn còn lòng vòng ở chỗ là mô hình với lại đơn giản hóa mô hình. Em thấy bên cơ học vật rắn hình như là người ta có xu hướng người ta làm các mô hình đơn giản gần như là tối đa luôn nhỉ. Nó giống như là khác với lại bên CFD, một cái là bên CFD á, ít ra là khi mà mình chạy một cái mô hình ô tô hay là cái cánh gì đó, nó vẫn mà gần với thực tế hơn là cái hình học đơn giản của cái cơ học vật rắn. Em không không hiểu lắm là tại sao lại như thế. Ông cái này với là cái comment này không hay câu hỏi nữa. Theo mình á, thì là tại vì trong trong cái cơ học vật rắn mà nhất là phá hủy của vật rắn, nếu mà mình lấy hết những mình yêu cầu lấy hết những thông số gần với thực tế thì có lẽ là không làm được. Giờ Thì thí dụ như dạ ứng dụng thật của em có nghĩa là cái ví dụ hình học thật hay là kiểu gì đó, có thể là thông số thì em không có hết, nhưng mà ví dụ hình học thật hay là test trên một cái ứng dụng mà mình thấy nó thực tế thì chưa thấy. anh Hello, Quang nói cái gì em khó nghe nha. ủa anh Alo. mặc tiếng rồi, ý anh nói có phải ý anh nói là ứng dụng trên những hình học thật đúng không, thì những người đã ứng dụng thực tế ngoài đúng không? À vâng, thì ý em vẫn quanh quanh cái ý là ứng dụng thực tế mà mọi người đang bàn vấn đề Đúng này, thì em chỉ thắc mắc là em đọc sơ qua một số các bài về cơ học vật rắn nghiên cứu nói chung mà của các anh ở Việt Nam, thì em thấy là xu hướng là nghiêng nghiêng về nghiên cứu mà nó cái hình học nó dạng đơn giản, chứ rất rất gần như rất ít thấy mà cái ứng dụng mà nó vào thực tế. Em thấy nó hơi lạ, nó không hiểu tại sao. à, alo, nghe không hiểu. À, Alo. nghe. Alo. Mình góp ý cái này nè. Tại bên cơ rắn á thì nó ngành xây dựng thôi nha, còn mấy ngành khác thì mình không rõ lắm. Thì cái ngành xây dựng á nó chủ yếu là bài toán tính toán, là mục đích của người ta á, là chủ yếu là tính nội lực để mà người ta thiết bài toán thiết kế. Ví dụ như là trong một công trình á, nó sẽ chia ra dầm, cột, sàn, thì người ta giải quyết những cái bài toán gọi là để mục tiêu cuối cùng người ta là có cái nội lực để thiết kế. Còn chỉ có trường hợp nào mà cấu kiện quá đặc biệt, ví dụ như là các cấu kiện mà liên kết á, liên kết giữa dầm với sàn hoặc là liên kết giữa dầm với cột á,
nó quá phức tạp, người ta mới mô hình chi tiết cái đó ra. Chứ còn lại thì đa số trong bài toán thiết, chủ yếu là ứng dụng trong thiết kế đó. Không thì ý mình là ý ý tôi là ví dụ như là thay vì là sử dụng những cái hình học đơn giản như là những cái beam này, Euler Bernoulli rồi Timoshenko beam này, tại tại sao lại ít thấy những cái bài nghiên cứu mà nó ứng dụng hẳn vào một cái mô hình, ví dụ nhiều cái dầm nó trong một cái công trình nào đó chẳng hạn, mang cái tính thực tế hơn. Cái căn nhà luôn. Mình giả sử một cái công trình nào đó nó không phải lớn quá như căn nhà thì nhiều, em nghĩ nó vẫn còn quá lớn, ví dụ là ý là cái tính ứng dụng á, tại sao em thấy là đáng lẽ cơ học bậc rắn nó đi rất là xa so với lại cơ học chất lỏng, nó cái nằm ở cái bậc xa hơn cơ học chất lỏng, nhưng mà tại sao lại cái ứng dụng của nó lại mình lại không thấy rõ ràng bằng cái cơ học chất lỏng? Tại vì cái lúc đó nó lại liên quan đến cơ học liên tục á, thì cơ học liên tục á, nó là mục tiêu chính của nó chính là nội lực, người ta muốn biết nội lực trong đó thôi, chứ người ta không biết, không còn quan tâm cái hình dạng bên ngoài. Ví dụ hình dạng bên ngoài nó thay đổi chiều dắt thì nội lực thay đổi, nó khác bên lưu chất ha. Lưu chất thì hình biên dạng nó thay đổi là cái tính chất lưu chất xung quanh nó sẽ thay đổi, đúng không? Thì bên cơ rắn chiều dắt nó lại thay đổi rồi. Ok. Nói chung chủ yếu là bên cơ rắn tập trung chủ yếu là quan tâm đến nội lực, và nội lực thì suy ra từ ứng suất của biến dạng á, người ta tập trung hai đó. Tức rất rất nhiều mô hình được đề xuất mà để giải quyết hai cái vấn đề đó chính. Thế thì em quay hỏi quay lại một tí về cái mô hình của bạn Tuấn lúc nãy, thì là bạn Tuấn đề xuất là cái mô hình nó có những cái thông số nào mà phải cần thiết cho cái mô hình của bạn Tuấn. Lúc nãy là bạn có nói cái GF đúng không? Bạn gọi là cái năng lượng phá hủy đúng không? Dạ. Dạ đúng. Thì mình muốn đặt câu hỏi là ngoại trừ GF ra thì ví dụ như trong bạn mô hình của bạn có thể extend ra để mà ứng dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, thì bạn cần phải thêm những cái gì? Ví dụ như bạn lúc nãy là bạn có nói là hình học này, rồi có thể là lực áp suất nhiệt độ hay là môi trường làm việc hay là vật liệu, tính chất vật liệu gì đó để mà nó có ứng dụng cái model đó, nó có thể là sử dụng trong nhiều cái trường hợp khác nhau hơn. Thì là theo bạn nghĩ là nó có phức tạp thì tất nhiên phức tạp hơn rồi, nhưng mà bạn nghĩ nó có khả thi hay không? Thì để mà mô hình của mình thực tế hơn á, đầu tiên là không phải chỉ riêng là mình phải kiếm cái thông số vật liệu khác, mà mình phải tích hợp cái plasticity vào. Thì trong trong cái vật liệu như là bê tông đi, thì plasticity nó vẫn là một cái vật quyết định lớn đến cái ứng suất đến cái ứng xử của vật liệu. Tại vì nếu mình không tính plasticity vô thì mô hình của mình là việc tốt nhất khi mà cái phần phần kéo nó lớn hơn nhiều so với phần nén, nó quyết định đến sự phá hủy. Nhưng mà nếu mà vật liệu của mình mà làm việc trong trạng thái nén nhiều thì cái ảnh hưởng của plasticity nó lớn, có khi còn hơn cả ảnh hưởng của phá hủy, là vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai là cái cách để mà mình biến đổi mình để mà mình đưa cái tham số chiều dài, cái LC vào, nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vật liệu. Ví dụ như là mỗi loại vật liệu khác nhau nó sẽ có cái LC khác nhau. Còn của mình đó là mình cố gắng mình loại bỏ cái ảnh hưởng của LC mà mình chỉ quyết định bằng GF thôi. Thì nó chỉ đúng đối với lại một số loại mà vật liệu mình đã biết trước rồi. Chứ còn ví dụ mình đổi một cái vật liệu hoàn toàn khác, như là từ một cái bê tông mà mình đổi sang đá đi, thì nó cũng có khi nó cũng không hoàn toàn đúng theo khoảng đó nữa. Là ví dụ như là bê tông của mình đó, thì mình dùng LC, là mô hình của mình bây giờ nó ít nhạy so với LC, nhưng mà chỉ trong khoảng là từ 15 cho đến 30 mm chẳng hạn. Nhưng mà khi mình dùng một cái vật liệu mà dù có một cái tỷ lệ khác, cái tỷ lệ mà cấu trúc vi mô trong nó khác nhiều thì nó không sẽ không còn đúng nữa. Lúc đó mình phải tính lại cái quan hệ giữa cái LC và GF. Mình thấy
Vâng, nếu mà cái mô hình có nghĩa là các thông số này rất là phụ thuộc vào cái vấn đề mà mình đang giải, như với bạn nói là tính chất vật liệu rồi 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 cách trong khoảng nào thì LC nó có. Như vậy thì những cái mình nghĩ những cái mà ứng dụng tiên tiến hiện nay như là machine learning là có thể là chắc là rất là ứng dụng rất là hữu hiệu trong trong cái vấn đề của bạn. Tại vì là nó mô hình của bạn cần quá nhiều biến, cần quá nhiều thông số, và cái các tham số là nó có cái mối liên hệ với nhau, mối liên hệ của nó phi tuyến. Mình nghĩ là rất, nếu mà mô hình này mà chỉ mà xây dựng trên những cái mô hình mà đơn giản nhưng mà chỉ bằng kỹ bằng ví dụ như bạn model bằng một cái exponential law gì đó thì nó rất là giới hạn. Mình nghĩ vậy. Sẵn hello mọi người, sẵn đang thảo luận vấn đề này thì mình muốn nói là mô hình CDP trong Abacus là hiện giờ khi mà người ta dùng người ta cũng phải đưa vào những cái phải nhập những cái tham số vật liệu, và những cái tham số vật liệu đó có thể trích ra được từ cái thí nghiệm, ví dụ như là đường cong ứng suất biến dạng, ví dụ như là GF gì đó người ta nhập vào. Thì với cái mô hình hiện tại của Tuấn nè, mình có thể làm những cái tương tự vậy hay không, để mình nhập vô hay không? Dạ, có anh. Thì những cái mô hình của em độ so với lại cái mô hình của Abacus thì nó hay hơn. Cái rõ ràng nhất là nó là mô hình non local. So với cái mô hình local của Abacus thì mình không cần quan tâm tới cái kích thước lưới không ạ Đúng của rồi. mô hình nữa, thì đó là cái tốt nhất thôi. Còn lại á, thì mình vẫn phải tính, ví dụ như là một cái vật liệu, lấy một cái vật liệu ra, bây giờ cái FT đi, là cái ứng suất kéo á. Ứng cái độ là tensile strength, là cái sức bền kéo á, mình vẫn phải quyết định. Rồi cái tốc độ mà softening, cái beta đó mình vẫn phải quyết định của nó nữa. Còn em lấy một cái thông số đại diện là thông số GF, nhưng mà GF là vẫn là một cái thông số mà mình phải đo, và cái thông số đó rất là khó để mà xây dựng, khó hơn nhiều so với lại xây dựng cái tốc độ phá hủy chẳng hạn. Khi mà người ta lấy một cái mẫu ra để người ta đo, thì cái dễ nhất đó là đo Young modulus, xong rồi đo cái sức bền kéo, sức bền nén, rồi và những cái đường đặc tính đi theo của nó nữa, những cái đường mà phá hủy đi theo cái đó. Thì giả định như là trong mô hình này là em dùng exponential law, thì beta là một cái tham số của cái exponential law. Ngoài ra nó còn có cái residual của cái vật liệu nữa. Thì những thông số đó nếu mình đơn giản á, tính tính đơn giản là tính cho ra kết quả thôi á, thì mình cố định nó lại là tính, thì không có gì. Nhưng mà trong thực tế thì làm sao để xác định được những thông số đó mà một cách chính xác, nó cũng là một cái vấn đề phức tạp. Cảm ơn Tuấn. Cảm ơn mình. Wow, em anh muốn hỏi một chút là cái phương pháp tính bên trong em, cái code này có sẵn đâu, có sửa code gì đâu không? Dạ, anh có thể hỏi lại không? Em không nghe rõ. Cái phương pháp tính ở bên trong á, cái phương pháp isogeometric á, là trong cái project này mà em đâu có sửa code của, mà em tập trung em xây dựng cái mô hình để mà em mô phỏng cái hình ảnh. Phương pháp thì em không có can thiệp vào phương pháp. Ừ, như là cái Em có chỉ lấy dạ, ừ. em chỉ lấy cái hàm xấp xỉ của nó thôi, và cái cách xây dựng phần tử và xây dựng cái miền của em thôi. Như là phương pháp tính thì thôi coi như là ổn, bây giờ chỉ tập trung vô cái chuyện mô hình hóa để mà đạt được cái nước hay là đó, những kết quả chính xác cái thực tế. Mà anh thấy có nhiều người cũng đang làm được cái hướng ứng xử vật liệu với đất giống vậy không? Em thấy nhiều nhiều cũng khá nhiều người làm. Rồi, em mình có ai có thêm câu hỏi gì cho thảo luận không? Tiến theo vô không Tiến?
What? Sorry, tôi mới vô hồi 9 rưỡi rồi, 7 rưỡi. Thì cái luận văn này là, tôi không biết là có nhớ anh không ta? Anh gặp em bên Dạ bên nhớ em biết anh. à rồi. Đó thì cái luận văn của em thì anh làm hồi 2005 quá, 2006 gì. Ở bên lúc mà học thạc sĩ thì cái thông số vật liệu của đá, ví dụ như là aggregate, xin lỗi là gì, khúc đầu anh không có join nên là không rõ là em đang làm gì, có gì anh nên xem lại sau. Nhưng mà cái lúc mà anh nghe câu hỏi á, thì cái phần mà cái thông số vật liệu á, thì cái lúc đó anh làm bên lab á, thì thông số của aggregate chẳng hạn là mấy cái viên đá bên trong bê tông á, thì lab anh đo rồi sau đó là xác định cái mô hình, rồi sau đó là những cái thông số vật liệu đó, thì là lúc đó là anh request một cái ông tiến sĩ ở bên lab đó đo theo những cái thông số đó, và sau đó là có cái thông số đó rồi mình mới input vô trong cái vật liệu Abacus. Thì cái mô hình đó thì cũng sử dụng cái biomass của Abacus thôi, chứ cái mô hình vật liệu chuẩn của Abacus thì không xài được. Nhưng mà cái thông số vật liệu là đo đo từ thí nghiệm chứ không phải là assume vô. Rồi cái của bê tông, cái của xi măng á, thì cũng lấy từ thực nghiệm bỏ vô, rồi sau đó là nguyên cái mô khối mô hình bê tông á, là thực nghiệm, rồi sau đó là so sánh với là cái mô hình mô phỏng luôn. Thì anh chỉ có ý là cái ví dụ như là em chọn cái mô hình vật liệu nào đó rồi thì mình cần những cái thông số nào, thì nếu như mà mình làm thực nghiệm được thì làm, còn không thì có thể là mình tra bên paper, hay là tốt nhất là lấy thẳng luôn cái thông số của bên lab của mình á. Tại vì lab anh chuyên về cái đó thành ra là có những cái thông số đó. Và cái phần mà vật liệu. Còn cái phần mà hồi nãy có bạn nào hỏi về cái mô hình vật liệu của bên mô hình của bên FEA mà nó thô hơn bên CFD á, thì đúng là lưới của bên FEA thì nó không nhiều bằng CFD thôi, nhưng mà nói nếu mà nói là nó thô hơn thì cũng không đúng. Ví dụ như là bên mình làm về mô phỏng ô tô thì những cái chi tiết bên trong ô tô thì vẫn chia lưới, nó nói chung là giữ cái hình học của nó đến cái tỷ lệ là theo micromet luôn, chứ không phải là có thể là mô hình hóa rồi giảm đi, thì nói chung là tùy. Nhưng mà những cái chỗ quan trọng là những chỗ sức cao thì bên mình vẫn sử dụng soft modeling để mà chia lưới, và lưới của nó chỉ có khoảng là 0,5 mm hay là tới 0,1 mm chẳng hạn, thì nó bám hình học tới mức độ đó thì cũng không có phải gọi là đơn giản lắm đâu. Thì chỗ nào mình quan trọng hay là chỗ nào mình xác định là nó dễ hư hỏng thì mình sẽ làm soft modeling. Thì đó là mình trả lời hai cái câu hỏi dùm bên đó thôi. Thì bình thường ví dụ như là một cái động cơ thì lưới bên mình thì tại vì nó sẽ chia từng phần ra chứ không phải là nguyên cái động cơ luôn. Thì lưới khoảng là có thể là từ 5 triệu đến 10 triệu. Có khi nếu mà nguyên một cái engine luôn á, thì tùy bài toán, nếu mà bài toán được tính bền ứng suất á, thì mô hình mình sẽ nhỏ hơn, rồi lưới của mình thì khoảng 10 triệu thôi, 10 triệu nốt. Còn nếu mà tính vibration á, thì cái mô hình mình sẽ lớn hơn. Nhưng mà này lúc này là mình sẽ chia thô hơn, tại vì mình sẽ không phải là hứng thú về ứng suất nữa. Mình hứng thú về mấy cái ví dụ như là độ cứng hay là cái tần số riêng. Thì nói chung là tùy vô cái bài toán của mình mà lưới của mình nó sẽ capture nó như thế nào, chứ không hoàn toàn là đơn giản. Thì đó là cái hai cái câu trả lời mình. Xin lỗi tại vì mình không có join vô khúc giữa quên dù hôm nay có cái này. Rồi mình xin hết thôi. Đó là cái mình nói về cái kinh nghiệm làm việc của mình thôi. Cảm ơn cái câu hỏi của anh Tiến.
Alo. Alo. Dạ. À, chắc trời nãy giờ anh nói không có muốn, nãy giờ anh đang bị muốn luôn mới ghê. Vậy chắc chắc hôm nay chắc cũng không có thêm câu hỏi nữa ha. À, cảm ơn Tuấn nhiều cái buổi hôm nay nha. À, cảm ơn các bạn đã tham gia ha. À, cái này là buổi đầu tiên bên nhóm làm webinar về tính toán rắn, thành ra là cũng hơi lo mà cuối cùng cũng thành công tốt đẹp. Rồi thì hy vọng là sau này mình có nhiều cái topic về rắn, mình làm rắn với lỏng thì anh em có thêm cơ hội để mà hợp tác và giao lưu rồi. Rồi vậy thôi, chắc cảm ơn Tuấn, cảm ơn mọi người đã tham gia luôn nha. Dạ Tuấn cũng cảm ơn mọi người đã tham gia buổi hôm nay. Cảm ơn anh Quang đã tổ chức. Có gì em comment vô cái post của mình á để cho mọi người biết em á, để đây lúc anh tag cho mọi người biết em á, rồi có gì rồi mình anh em rồi giao lưu thêm hoặc là học hỏi thêm với nhau ha. Dạ. Rồi. Rồi vậy tạm biệt mọi người nha, mình dừng ha. Chào anh. Rồi chào mọi người, chào tiếp.